Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh lớp 3. Trong chương trình này thì cô sẽ hướng dẫn các em những phần nội dung kiến thức trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 như thế này nhé. Và để học bài này hiệu quả nhất thì các em nhớ mình hãy lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi tập đầy đủ vào vở của mình nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học đến bài số 14, Unit 14, My Bedroom, Lesson 1. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em những nội dung trong bài này nhé. Chủ đề của bài số 14 là My Bedroom, có nghĩa là phòng ngủ của tôi. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những đồ dùng, những vật dụng mà có trong phòng ngủ của mình nhé. Đầu tiên chúng ta có từ chỉ cái bàn học ở trong tiếng Anh là desk. Desk. Một cái bàn là a desk. A desk. Và khi chúng ta muốn nói có một cái gì đó, chúng ta dùng với cả cụm là there is. There is. Có một cái bàn là there is a desk. There is a desk. One more time. There is a desk. Và trong tiếng Anh, there is, em phải nói tắt thành there's. There's. Nên thay vì nói cả câu đầy đủ there is a desk, chúng ta phải nói rút gọn lại thành there's a desk. There's a desk. One more time. There's a desk. Tiếp theo chúng ta có giới tự ở bên trong. Bên trong là in. In. Phòng là room. Room. Ở trong phòng là in the room. In the room. Có một cái bàn ở trong phòng, chúng ta có cả câu là there's a desk in the room. There's a desk in the room. One more time. There's a desk in the room. Tiếp theo chúng ta có danh từ chỉ cái giường là bed. Bed. One more time. Bed. Một cái giường là a bed. A bed. Có một cái giường ở trong phòng, chúng ta sẽ nói là there's a bed in the room. There's a bed in the room. One more time. There's a bed in the room. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ cái ghế là chair. Chair. One more time. Chair. Có một cái ghế ở trong phòng là there's a chair in the room. There's a chair in the room. One more time. There's a chair in the room. Very good. Khi chúng ta có một cái ghế thì chúng ta dùng với từ là chair. Nhưng khi chúng ta có từ hai cái ghế trở lên, tức là có nhiều cái ghế, những cái ghế thì chúng ta dùng với từ là chairs. Chairs. Lưu ý dạy số nhiều, thêm S đằng sau như thế này nhé. One more time. Chairs. Hai cái ghế là two chairs. Chúng ta có từ chỉ số 2 trong tiếng Anh là two. Và khi có từ hai cái ghế trở lên là dạng số nhiều, nên chúng ta dùng với từ là chairs. Two chairs là hai cái ghế. Và khi vừa rồi chúng ta muốn nói cả cụm có một cái gì đó thì chúng ta dùng là there is. Nhưng khi mà chúng ta có những cái gì đó, tức là khi cái đồ vật đấy nó không phải có một mà nó có từ hai cái trở lên, hai, ba hoặc bốn cái, thì chúng ta không dùng với cụm là there is nữa mà là there are. Cũng có nghĩa là có, nhưng sau there are chúng ta dùng với từ ở dạng số nhiều, there are. Ví dụ như là có hai cái ghế ở trong phòng, chúng ta sẽ nói là there are two chairs in the room. There are two chairs. Vì có hai cái ghế nên chúng ta dùng với là are. There are. There are two chairs in the room. One more time. There are two chairs in the room. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ cái cửa sổ là window. Window. Và chuyển về dạng số nhiều, những cái cửa sổ là windows. Windows. Hai cái cửa sổ chúng ta sẽ nói là two windows. Two windows. Có hai cái cửa sổ ở trong phòng, chúng ta sẽ nói là there are two windows in the room. There are two windows in the room. One more time. There are two windows in the room. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ cái cửa là door. Door. Dạng số nhiều là doors. Doors. Good job. Hai cái cửa là two doors. Two doors. Có hai cái cửa trong phòng là there are two doors in the room. There are two doors in the room. One more time. There are two doors in the room. Very good.
Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em phần từ vựng cũng như các câu mới sẽ xuất hiện trong bài ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào lần lượt từng phần một ở trong bài số 14, Unit 14, Lesson 1 nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào phần số 1 trước là Look, Listen and Repeat. Có nghĩa là các em sẽ cùng nhìn này, nghe, sau đó mình sẽ cùng lặp lại nói theo. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nói lần lượt từng câu một trong bài này nhé. Đầu tiên trong đoạn A, trong bức tranh A, bạn ấy có đứng ở trước lớp và giới thiệu về phòng ngủ của mình. Bạn ấy con nói là this is my bedroom, đây là phòng ngủ của tớ. This is my bedroom. There's a desk in the room. There's a desk in the room. Có một cái bàn, có một cái bàn học ở trong phòng. There's a desk in the room. Tiếp theo đoạn B, bạn con nói là there are two chairs in the room. Có hai cái ghế ở trong phòng. There are two chairs in the room. Thì đây là toàn bộ nội dung trong phần số 1. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên trên màn hình. Mình vừa nghe và cùng luyện nói theo nhé. Now everyone, let's listen and repeat. Unit 14. My bedroom. Page 24. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is my bedroom. There's a desk in the room. B. There are two chairs in the room. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 2 trong bài ngày hôm nay là Listen, Point and Say. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe, chỉ và nói. Trong phần này chúng ta sẽ cùng ôn tập lại với cấu trúc có một cái gì đó, there is và there are. Các em nhớ nhé, there is và there are đều có nghĩa là có. Nhưng mà there is được viết tắt ở đây là there's. Nó là chỉ dạng số ít, tức là khi chúng ta chỉ có một cái gì đó thôi thì chúng ta dùng với là there's. Còn khi nó có nhiều cái, tức là đằng cái đồ đấy nó có nhiều thứ thì chúng ta dùng với là they are. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy bức tranh số 1 ở đây nó chỉ có là a desk. A desk chỉ có một cái bàn thôi thì chúng ta sẽ dùng là there's. Chúng ta có cả câu là there's a desk in the room. Có một cái bàn ở trong phòng. Khi đằng sau nó là a desk là chỉ có một cái thì chúng ta dùng là there's. There's a desk in the room. Tương tự như vậy ở đây cũng chỉ có một cái giường đúng không? Một cái giường thôi chúng ta sẽ dùng là there's a bed in the room. Có một cái giường ở trong phòng. There's a bed in the room. Tuy nhiên các em nhìn ở bức tranh số 3 ở đây nó có hai cái cửa đúng không? Two doors. Một, hai. Hai cái cửa, two doors. Thì chúng ta không dùng là there is hay nói tắt là there's nữa, mà chúng ta dùng là there are. There are two doors in the room. Có hai cái cửa ở trong phòng. There are two doors in the room. Và cũng như vậy ở bức tranh số 4, ở đây có hai cái cửa sổ, một cái và hai cái, tức là hai cái cửa sổ, two windows. Thì chúng ta cũng dùng là there are two windows in the room. Khi có hai cái, ba cái hay bốn cái là dạng số nhiều thì chúng ta dùng với là there are two windows in the room. Thì đây là phần số 2. Giờ các em hãy cùng thực hành phần này để ôn tập lại với cấu trúc là there is hay nói tắt là there's và với câu là there are nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 3 trong bài ngày hôm nay là let's talk, nghĩa chúng ta sẽ cùng nói. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tiếp tục ôn tập về cấu trúc là there is hoặc viết tắt là there's và cấu trúc there are. Các em nhớ nhé, chúng ta dùng là there is hay nói tắt là there's khi đằng sau nó là một vật, còn nó chỉ có một cái dạng số ít. Còn chúng ta dùng về there are nếu đằng sau của nó là có nhiều cái, có hai cái hay ba cái thì chúng ta dùng với là there are. Ví dụ như trong trường hợp này các em nhìn thấy ở đây trong phòng chỉ có một cái giường đúng không? Nhưng nó nói một cái giường là there is a bed. Có một cái giường, there is a bed. Hay trong phòng này cũng chỉ có một cái bàn thôi, chúng ta dùng là there is a table. There is a table. Hay ở đây cũng trong phòng có một cái đèn đúng không? Chúng ta dùng là there is a lamp. Lamp là đèn và có một cái đèn là there is a lamp. Nhưng mà trong phòng này nó có hai cái ghế.
có hai cái nên chúng ta dùng là there are two chairs, có hai cái ghế, there are two chairs. Hay đây có hai cái cửa sổ, nhìn này có hai cái cửa sổ, chúng ta dùng là there are two windows. Có hai cái là dạng số nhiều, chúng ta dùng là there are two windows, có hai cái cửa sổ. Và tự nhiên này có hai cái cửa đúng không, hai cái cửa ra vào, chúng ta dùng là there are two doors. There are hai cái, chúng ta dùng là there are two doors. Đây là cách mà chúng ta sẽ cùng thực hành với phần số 3. Thêm mẹ chỉ vào từ, mình nhìn ra trong phòng này có những cái gì và cái đó có bao nhiêu cái thì dùng there is hoặc là there are nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 4 trong bài ngày hôm nay là listen and tick. Quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và tick vào các đáp án ở đây. Chúng ta sẽ cùng nghe hai đoạn hội thoại và dựa vào hai đoạn hội thoại này các em sẽ tick đáp án A và đáp án hay là đáp án B cho từng câu một nhé. Bây giờ các em sẽ cùng nghe và tick đáp án trước nhé. Now everyone, let's listen and tick. Listen and tick. 1. This is my bedroom. There's a bed in the room. 2. This is my bedroom. There are two windows in the room. Vừa rồi các em đã nghe đoạn hội thoại này rồi, còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em vào lần lượt từng đoạn hội thoại một nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại số 1 trước. Các em hãy cùng nghe lại xem trong đoạn hội thoại số 1 người ta đã nói gì nhé. Now everyone, let's listen again. 1. This is my bedroom. There's a bed in the room. Trong đoạn hội thoại số 1 vừa rồi, trong đoạn số 1 vừa rồi thì người ta đã nói là this is my bedroom, đây là phòng ngủ của tớ. This is my bedroom. Và tiếp đó bạn ấy cũng có nói là there is a bed in the room, có một cái giường ở trong phòng. There is a bed in the room. Vậy thì dựa vào nội dung này chúng ta sẽ tích vào đáp án A, đáp án B đây. Thế mình thấy đáp án A là chỉ một cái giường, và đáp án B là chỉ một cái bàn đúng không? Nên đây chúng ta sẽ tích vào đáp án A cho câu số 1 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại số 2. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn 2. Các bạn cùng nghe xem là trong đoạn 2 thì bạn đang nói đến ở đây là hai cái cửa, two doors hay là two windows nhé. Now everyone, let's listen again. 2. This is my bedroom. There are two windows in the room. Trong đoạn hội thoại, trong đoạn số 2 vừa rồi thì bạn đã nói là this is my bedroom. This is my bedroom. Đây là phòng ngủ của tớ. Và bạn nói tiếp là there are two windows in the room. Có hai cái cửa sổ ở trong phòng. There are two windows in the room. Vậy thì dựa vào nội dung này chúng ta sẽ tích đáp án A, đáp án B đấy. Chúng ta sẽ tích vào đáp án B trong câu này. Đáp án B bạn nói đến có hai cái cửa sổ đúng không? Two windows. Chúng ta sẽ tích vào đáp án B nhé. Và đây là đáp án trong phần số 4. Các em hãy cùng kiểm tra lại đáp án của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 5 trong bài ngày hôm nay là look complete and read. Ngay chúng ta sẽ nhìn này, sau đó các em sẽ cùng hoàn thiện các câu ở đây và chúng ta sẽ cùng đọc các câu đó nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với bức tranh số 1. There's a in the bedroom. Các em nhìn thấy ở đây có một cái gì ở trong phòng ngủ nhỉ? Ở đây là một cái giường đúng không? Và giường ở trong tiếng Anh là bed. Nên chúng ta dùng là there's a bed in the room. Chúng ta sẽ điền với từ bed ở đây nhá. Tiếp tục với bức tranh số 2. There's in the living room. Có một cái gì đó ở trong phòng khách đi nhỉ? Chúng ta sẽ điền. Ở đây các em nhìn thấy nó có một cái gì nhỉ? Ok, để chúng ta dùng với từ là a desk. Có một cái bàn ở trong phòng khách. There is a desk in the living room. Tiếp theo với bức tranh số 3, các em nhìn thấy ở đây there are two in the bathroom. Có hai cái gì ở trong phòng tắm nhỉ? Các em nhìn thấy ở đây là nó có hai cái đèn đúng không? Chúng ta dùng với two lamps. Có hai cái đèn. There are two lamps in the bathroom. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bức tranh số 4. There are in the kitchen. Có cái gì đó ở trong phòng bếp. Và đây các em nhìn thấy trong phòng bếp này thì chúng ta nhìn thấy có hai cái cửa sổ đúng không? Nên có hai cái cửa sổ là
two windows. There are two windows in the kitchen. Có hai cái cửa sổ ở trong phòng bếp. There are two windows in the kitchen. Thì đây là đáp án của phần số 5. Các em hãy xem lại phần này và mình sẽ cùng kiểm tra xem đáp án của mình đúng chưa nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 6 trong bài ngày hôm nay là Let's Play. Vậy chúng ta sẽ cùng chơi. Trong phần này chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi có tên là Memory Game. Nghĩa là phần trò chơi trí nhớ. Trong phần này các em sẽ có những tấm thẻ và mỗi tấm thẻ này sẽ ghi tên của các đồ vật trong phòng. Sau đó thì các em sẽ đọc những cái từ đó lên. Sau khi mình đọc xong mình sẽ úp các từ đó xuống. Vậy và các em sẽ cần phải nhớ xem từng tấm thẻ đó là có những từ gì. Các em sẽ chọn một tấm thẻ và trước khi lật tấm thẻ đó lên xem đó là chữ gì thì các em sẽ cần phải đọc một từ lên trước. Và nếu như cái từ em đọc mà trùng với cái tấm thẻ đó, khi em lật lên cái từ mà em đã đọc nó trùng với cái từ trong tấm thẻ, ví dụ như mình đến đây bạn nói là bat, và nếu như cái tấm thẻ mà bạn ấy chọn lật lên cũng là bat thì bạn sẽ chiến thắng, bạn sẽ lấy được cái tấm thẻ đó. Và cuối cùng sau khi hết một vòng chơi thì em sẽ đếm xem bạn nào có nhiều tấm thẻ nhất thì bạn ấy sẽ là bạn chiến thắng. Thì đây là một phần trò chơi chúng ta vừa chơi thư giãn và vừa cùng ôn tập lại từ vựng trong bài này, thì các em hãy cùng chơi với bạn của mình để mình cùng thư giãn và cùng ôn tập lại những từ vựng ở trong bài số 14 lesson 1 nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tất cả những phần kiến thức nội dung liên quan đến bài số 14 unit 14 lesson 1. Và các em nhớ nhá, mình hãy lắng nghe thật kỹ theo video, ghi chép cẩn thận vào vở. Và nếu như phần nào các em nắm chưa chắc, các em chưa rõ thì các em phải xem lại video thật kỹ và cẩn thận để mình nắm được hết tất cả những phần nội dung trong bài này nhé. Và nếu các em thấy thích video thì các em nhớ mình hãy like video, sau đó các em hãy ấn nút đăng ký kênh, subscribe và ấn vào nút quả chuông ở phía bên dưới để nhận được thông báo khi trên kênh có những bài mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.